Xin chào cả nhà thân yêu, một ngày mới. Xin chào mừng cả nhà đã đến với kênh viết của Siêu Hiền Vlog. Hôm nay mình có chuẩn bị làm một món cả nhà, cũng là giò gà nữa cả nhà ơi. Tại vì con mình nó cũng thích ăn đó cả nhà. Hôm nay thì mình sẽ kho giò gà với hột vịt nha cả nhà. Thì mình ở đây có chuẩn bị sẵn, là mình mời cả nhà cùng vào bếp với mình nha. Ở đây mình có hai hộp giò gà cả nhà. Sao cái giò gà này nó đen đen vậy ta? Ở đây mình có hai hộp giò gà. Thì mình đang ngâm muối nó nghe cả nhà. Đang ngâm muối với chanh, xíu mình sẽ bóp rửa nó. Rồi xong mình sẽ luộc nó sơi ngang nha cả nhà. Cho nó bớt cái mùi hôi giò gà này bự bự quá trời luôn. Rồi ở đây thì mình có chuẩn bị là còn được 9 cái hộp vịt, mình luộc hết luôn cả nhà. 9 cái hộp vịt xong với một đường, mình chuẩn bị là đường thốt nốt nha cả nhà. Thì mình kho nó sẽ có mùi thơm ngon lắm. Thì mình bắt đầu chế biến nó thôi cả nhà ơi. Do giò gà này cả nhà nó hơi bự một xíu, mình mới luộc nó sơ ngang cho nên cái màu nó hơi ngáo, mà hơi đen đen cả nhà. Nó hơi bự cho nên mình chặt nó ra làm hai cả nhà. Rồi hột vịt mình cũng đã ấy xong rồi, bây giờ mình sẽ bắt tay vào bếp nước màu bằng đường thốt nốt nha cả nhà. Giờ mình sẽ để tỏi với ớt vô trước. Cả nhà thông cảm một chút nha cả nhà, tại vì kế bên nhà có con nhỏ đó cả nhà, cho nên người ta la lối ôm sùm xíu, mình cũng không biết làm sao nữa. Thôi thì như là cái bếp của mình làm cũng gần đó đó cả nhà, cho nên kệ nó đi, chứ giờ mình cũng không biết làm sao nữa nè. Cũng sang qua cái nồi để mình đậy nắp, mình kho, mình ấy cho nó mềm nha cả nhà. Hột gà thì nó cũng thấm, hột gà thấm cái màu đẹp không. Mình sẽ kho thêm một chút nữa là xong rồi. Mình sẽ đậy nắp lại, mình kho cho nó mềm với lại cho nó thấm hột gà cả nhà, hột vịt đó.
Thì cả nhà ơi, cái món chân gà kho hột vịt của mình cũng đã hoàn thành rồi nè cả nhà. Đã xong rồi. Thì bây giờ mình xin mời cả nhà cùng nhồi dùng cơm với gia đình mình nha cả nhà. Chúc cả nhà có một bữa cơm thật là ngon miệng bên gia đình nha cả nhà. Cả nhà ơi, xin mời cả nhà dùng cơm cả nhà ơi. Đây là kim chi ăn với giò gà kho hột vịt. Xin mời cả nhà cùng dùng cơm với gia đình mình nha cả nhà ơi.